Một thông tin khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan đến cái đội ngũ của tổng thống sắp xuyên nhận chức của Hoa Kỳ đó chính là Joe Biden thì rất là quan trọng là những cái chức vụ liên quan đến là Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như là SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó là ai sẽ tiếp nhận những cái chức vị đó thì các bạn thấy là chúng ta đã nói tới trên địch giao lần đây là một người mà được đề cử để có thể nhận chức là bộ trưởng bộ tài chính nhưng mà đương nhiên đây chỉ là những cái đề cử mà thôi chúng ta vẫn chưa được xác nhận bầu hội nhưng mà chúng ta đã nói khá nhiều về cái quan điểm của Charlie Janet Yellen về Bitcoin và crypto Thì các bạn thấy là quan điểm của Janet Yellen nó có thể chia ra là một số phần như chúng ta đã nói tới trong cái video trước đây Đó chính là về Bitcoin đó thì Janet Yellen không tin Bitcoin là một cái loại tiền có thể được sử dụng Nhưng mà cũng đồng thời Janet Yellen nghĩ là cái vai trò của chính phủ là không phải là quản lý Bitcoin cũng như là không phải quản lý crypto Cho nên đối với lại Janet Yellen đó, thì bà ta không chấp nhận nhưng mà cũng không cấm và đối với blockchain thì rất là ủng hộ. Đây là cái quan điểm mà thường tóm tắt lại liên quan tới Bitcoin crypto của trên gia Jordan. Nói chung là không tốt cũng không xấu. Bà ta sẽ tiếp tục cho blockchain hoạt động cũng như là tiếp tục cho những cái crypto hoạt động mà không muốn à, tham gia vào những cái việc như là quản lý và đưa ra những cái luật quản lý như thế nào. Nhưng mà một trong những người khác nữa mà chúng ta nhận được thông tin đó chính là Gary, chính là một người tên là Gary Gensler thì cái tên này các bạn có thể cũng cảm thấy là rất là quen thuộc tại vì Gary Gensler trước đây đó là cựu chủ tịch của CFTC ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là người này là một trong những người mà rất là hiểu về thị trường crypto và được đề cử bởi Joe Biden để mà giữ chức vụ là chủ tịch của SEC và chúng ta cũng giống như là Janet Yellen chúng ta vẫn chưa biết được kết quả Đây chỉ là một cái đề cử mà thôi vẫn chưa được thông qua quốc hội Nhưng mà Gary Gensler là một người rất là hiểu về thị trường crypto này Các bạn thấy được là năm 2018 đó Khi mà quốc hội có những cái đợt tấn công vào trong thị trường crypto này Thì Gary Gensler là một trong những người mà đã đứng ra để mà nói một lời với lại quốc hội Thời điểm đó là Gary Gensler nói là tiền kỹ thuật số không phải là một trò lừa đảo, không phải là một Ponzi scheme. Và sau đó thì Gary Gensler đã rời khỏi chức vụ của mình là chủ tịch của CFTC và đến trường đại học MIT và ở đó ông ta đã dạy một số những cái khóa học và trong đó có khoa học liên quan tới blockchain và bitcoin cho nên ông ta là một trong những người mà rất hiểu biết về cái thị trường blockchain và bitcoin này cho nên chúng ta thấy được đây là một người mà có thể là một người bạn chúng ta có thêm được nếu như mà Gary Gensler trở thành chủ tịch của SEC. Đương nhiên đây không phải là tin tức hoàn toàn tốt đối với mọi người tại vì Gary Gensler rất là hiểu về bản chất của tiền kỹ thuật số. Cho nên các bạn thấy được là những đồng như là Bitcoin, Ethereum đương nhiên sẽ tiếp tục không gặp vấn đề. Nhưng mà chúng ta lại thấy được là Gary Gensler mặc dù là rất là hỗ trợ thị trường crypto này nhưng mà cũng đã từng nói là đối với ông ta những đồng mà được tạo ra bởi những công ty như là đồng Libra Đây là những đồng đối với là Gary Gensler là những đồng chứng khoán Thì đây là một thông tin thường cảm thấy là tốt đối với những bài nào mà muốn cái sự phát triển thì crypto này mà không bị giới hạn Và Gary Gensler là một trong những cái cơ hội mà chúng ta có được để thấy được một cái Bitcoin ETF Một quỹ đầu tư ETF được thông qua trong thời gian tới đây cho nên đây là một người rất quan trọng nhưng mà ngược lại đối với những cái công ty mà đứng sau những cái đồng đó thì có thể đây là thông tin không tốt tại vì các bạn thấy được là Gary Gensler thì có cái suy nghĩ là những công ty mà tung với những đồng đó thì những đồng đó là phải được quản lý như là một chứng khoán những cái đồng mà không có người đứng đầu như là Bitcoin, Ethereum thì sẽ không phải là chứng khoán các bạn thấy được đây là cái quan điểm của Gary Gensler chứ đừng cảm thấy là những nhà lãnh đạo của XRP đang chờ đợi coi coi là chủ tịch kế tiếp của SEC là ai mà nếu như mà người đó là Gary Gensler thì chưa chắc là Gary Gensler sẽ đứng về phía của đồng XRP cũng như là cũng chưa chắc là SEC sẽ không tiếp tục để mà kiện những cái đồng khác đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình là ai sẽ vào đội ngũ những cái chức vụ của Joe Biden mà có ảnh hưởng đối với thị trường tài chính và nhất là ảnh hưởng đối với thị trường crypto này thì thông tin kế tiếp là một thông tin mà rất tốt Nhưng mà nào mà tin tưởng vào thị trường DeFi Vào những cái token DeFi Thì các bạn cũng đã biết là Brian Brooks là một trong những người mà nhất nhiều bạn quen thuộc Brian Brooks là người mà lãnh đạo OCC Nghĩa là Office of the Controller of the Currency Đây là một cái cơ quan mà quản lý rất nhiều những ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ Nhưng mà nào mà làm việc ở Hoa Kỳ, làm việc ngân hàng cũng đã biết là OCC là một trong những cơ quan mà ai cũng uh, phải quan tâm đến và cũng phải tuân theo tại vì đây là cơ quan đưa ra luật liên quan đến ngân hàng của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là Brian Brooks trước đây đó là đến từ công ty Coinbase. Trước đây Brian Brooks trước khi mà giữ chức vụ ở OCC đó trước đây là tổng trưởng lý của Coinbase khi mà Brian Brooks nhận chức của OCC thì trong cái thời gian qua đã đưa ra rất nhiều những cái luật rất tốt đối với thị crypto này các bạn cũng đã nhớ là đưa ra cái tài liệu là những cái ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ có thể là xin giấy phép để lưu trữ crypto cho khách hàng của mình đây là cái tin tức mình thường đã chia sẻ trước đây những ngân hàng lớn có thể là làm được việc này ở Hoa Kỳ cái đó nữa các bạn có thể biết là gần đây thì đã đưa ra những cái thông tin là những ngân hàng lớn có thể là lưu trữ tiền kỹ thuật số ổn định trong ngân hàng và có thể được sử dụng cơ số ổn định và các bạn cũng đã thấy được là hôm nay chúng ta nhận được cái thông tin mà thường đã chia sẻ trước đây với các bạn là điều này là sẽ xảy ra đó chính là khi mà chúng ta nghe nói tới Brian Brooks đưa ra thông tin là những ngân hàng lớn có thể là sử dụng và lưu trữ những đồng ổn định thì đây là cái sự mở đường cho thị trường DeFi tại vì các bạn thấy được là những đồng ổn định là sẽ có thể sử dụng cái token đó để mà tham gia vào rất nhiều những cái dự án DeFi những cái chiến lược yield farming và cuối cùng chúng ta cũng đã nghe được cái thông tin đến từ Brian Brooks đó chính là ông ta rất là ủng hộ sự phát triển của thị trường DeFi này. Và đối với Brian Brooks thì ông ta so sánh là thị trường DeFi đó cũng giống như chúng ta nói tới thị trường dân chuyển thì chúng ta có xe tự chạy. Còn chúng ta nói tới ngân hàng thì DeFi là ngân hàng tự chạy. Đó là cách mà giải thích của Brian Brooks. Cho nên Brian Brooks cảm thấy là chúng ta cần phải quan tâm đến sự phát triển của thị trường DeFi này. Và chỉ nói riêng DeFi mà thôi các bạn thấy được là Brian Brooks đưa ra rất nhiều những cái nhận định về cái thị trường này là thị trường này sẽ giúp đỡ được rất là nhiều những người mà cần thiết tiếp cận được đối với cái hệ thống tài chính ở Hoa Kỳ cũng như là quốc tế. Và Brian Brooks nói đó là nhưng mà chúng ta cần phải có thêm những lực để mà quản lý thị trường DeFi này tại vì luật bây giờ đó thì các bạn thấy là tất cả những luật liên quan đến cái bạn lái xe là luật là dùng để quản lý những người lái xe chứ không phải là quản lý xe cho nên khi mà chúng ta có xe tự chạy thì lại phải có lực cho những xe tự chạy hoạt động như thế nào và defi cũng vậy luật bây giờ là quản lý ngân hàng chứ không phải là quản lý những ngân hàng tự động cho nên cần phải có thêm những luật mới trước khi mà chúng ta có thể là tin tưởng vào defi thì đây là một thông tin rất là thú vị Tại vì các bạn thấy được là Tại sao mà chúng ta lại thấy Brian Brooks Tiến tới thị trường DeFi này Nhìn vào thị trường tiền kỹ thuật số Tại vì các bạn không có nghĩ đâu Chỉ đơn giản là tại vì Brian Brooks quá thích Tiền kỹ thuật số cho nên mới có nhiều Những cái luật đưa ra từ OCC Rất tốt cho thị trường này Tôi không nghĩ như vậy Tôi nghĩ là đây là một trong những điều Mà Brian Brooks rất là hiểu sự hoạt động của thị trường tài chính như thế nào và hiểu được tình hình hiện bây giờ ở Hoa Kỳ. Các bạn cũng đã biết là Hoa Kỳ bây giờ đó chúng ta thấy là cái phần trăm lợi nhuận của Fed đó, chúng ta cũng đã biết là sau khi mà có dịch bệnh tháng 3 đã giảm hai lần liên tục, giảm xuống bây giờ chỉ còn có từ 0 tới 0,25 mà thôi. Bây giờ đó thì lợi nhuận rất là thấp lợi nhuận thấp sẽ dẫn đến là chúng ta thấy có một số điều xảy ra đó chính là dẫn đến những tài sản tăng giá các bạn thấy được là tiền thì có thể được mượn với giá rẻ cho nên chúng ta thấy được là tiền được in ra tiền được mượn rất nhiều dẫn đến là cái số tiền đó được đẩy vào những tài sản dẫn đến là bất động sản cũng tăng giá chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán cũng tăng giá tại vì sao tại vì khi mà chúng ta thấy là phần trăm tiền lời được giảm xuống đương nhiên là phần trăm tiền lời giảm là từ fed sau đó ảnh hưởng tới ngân hàng ngân hàng giảm phần trăm xuống thì người mượn tiền sẽ mượn phần trăm thấp hơn thì khi mà người mượn tiền mượn được với cái phần trăm thấp hơn thì có nghĩa là gì? Nghĩa là họ có thể mượn được nhiều tiền hơn thì họ có thể là dùng tiền đó để mà đi mua những tài sản và càng nhiều người mượn tiền với cái phần trăm lãi suất thấp thì càng nhiều người có tiền để mà mua tài sản dẫn đến là tài sản tăng giá lên cho nên chúng ta mới thấy được là tình hình này cộng với là dịch bệnh không có nhiều nhà bán dẫn đến là giá nhà tăng một cách kinh khủng ở Hoa Kỳ thì cũng tương tự cái phần trăm lãi suất đi xuống đó thì tốt cho người mượn nhưng mà không tốt cho người gửi các bạn không muốn gửi tiền cho ngân hàng khi mà các bạn không có lời cũng như là các bạn không muốn mua trái phiếu có nghĩa là các bạn không mua giấy nợ của chính phủ khi mà tiền lời quá thấp thì sẽ dẫn đến là những người mà trước đây đó họ sống là nhờ tiền lời đến từ trái phiếu bây giờ tiền lời quá thấp thì những người đó cần phải làm gì họ không cái nào khác ngoài chỉ là rút tiền ra khỏi trái phiếu và đẩy tiền vào trong thị trường chứng khoán cho nên mới dẫn đến là chứng khoán cứ tăng liên tục trong cái thời điểm là phần trăm tiền lời xuống như là bây giờ thì chúng ta thấy được là có một số những cái sự nhận định là trong năm nay khi mà tất cả trở lại bình thường khi mà cái dịch bệnh này đã tan biến chúng ta có vaccine bất cầu mọi người hoạt động lên bình thường thì lãi suất sẽ tăng lên nhưng mà điều này đó cũng chưa chắc tại vì khi mà tăng lãi suất thì sẽ có cái phản ứng ngược lại những tài sản thì xuống giá các bạn thấy được là khi mà lãi suất tăng thì người mượn tiền sẽ mượn được ít tiền hơn tại vì lãi suất được tăng, ít tiền hơn có thể được sử dụng để mà đầu tư vân vân. Cho nên các bạn thấy được là lãi suất tăng thì nhiều người có thể là di chuyển tiền của mình từ cổ phiếu trở về trái phiếu vân vân thì sẽ dẫn đến là tất cả tài sản trong đó chúng ta có chứng khoán, chúng ta có giá nhà sẽ đi xuống. Điều này là một điều mà rất nhiều người không muốn cho nên khi các bạn giảm phần trăm lãi suất thì dễ nhưng mà tăng lên thì rất là khó. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là lãi suất giảm vô thời hạn. Đó là lý do và vì lý do đó các bạn thấy được là thị trường DeFi là một cái thị trường mà Brian Brooks nghĩ là có thể giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề. Thị trường DeFi là một cái thị trường rất là mới và hoạt động một cách là rất là kỳ diệu các bạn thấy là thường đã từng tham gia vào yield farming các bạn cũng đã thấy là tiền được tạo ra trong thị trường DeFi đó thì rất là thú vị và thị trường này đó là một thị trường mà có thể là cho được cái phần lợi nhuận không phải là đến từ đầu tư chứng khoán hay là mua bitcoin để mà lưu trữ mà cái phần trăm lợi nhuận là người ta có thể là dùng những đồng ổn định để tạo ra được thì đây là một cái thị trường tài chính hoàn toàn rất là mới và có thể là giảm bớt đi cái sự rủi ro là mọi người cứ tiếp tục lưu trữ chứng khoán tiếp tục đẩy tiền vào chứng khoán tại vì họ không có cách nào để mà kiếm được phần trăm lợi nhuận cần thiết thì khi mà cho những ngân hàng ở Hoa Kỳ tiếp cận được với lợi những đầu ổn định sau đó họ có thể đưa những cái chiến lược yield farming riêng của họ để mà tham gia vào thị trường DeFi để có được lợi nhuận thu hút thêm những người mới tham gia vào thì lúc đó có thể là phần trăm tiền lời không cần phải được tăng lên đây là một chuyến điều mà Thuận suy nghĩ thôi để mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một cách nhìn Chúng ta cũng chưa biết được là kết quả sẽ như thế nào Tại vì tuy là các bạn thấy là cách đây vài tháng Thì những ngân hàng ở Hoa Kỳ đã có thể lưu trữ tiền kỷ lục số cho khách hàng Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới những ngân hàng lớn như là Chase hay là JP hay là Bank of America vân vân đã có dịch vụ này cho nên đây chỉ là chúng ta nói là mở đường cho những gì có thể xảy ra mà thôi và chúng ta nhìn vào thị trường DeFi đó thì có rất là nhiều những cái nguy hiểm cho nên một trong những điều mà thuận không nghĩ ra được là làm sao họ có thể quản lý được những cái nguy hiểm đến từ thị trường DeFi tại vì trong thị trường DeFi này đó có rất nhiều những cái rủi ro các bạn thấy được rồi các bạn khi mà giả sử như các bạn mua Ethereum đi thì rủi ro các bạn là lưu trữ Ethereum là cái mã nguồn Ethereum có thể vấn đề các bạn có thể mất tiền nhưng mà khi các bạn mua những cái đồng DeFi khi các bạn tham gia vào yield farming thì ngoại trừ là các bạn chấp nhận nguy hiểm trên mạng lưới của Ethereum các bạn còn phải chấp nhận thêm sự nguy hiểm của lập trình của những cái hệ thống DeFi này Ethereum có thể là an toàn nhưng mà những hệ thống DeFi này có thể là không an toàn và thậm chí có rất nhiều những cái dự án mà người ta bị lỗi rất nhiều Tại vì sao? Tại vì có một hiện tượng gọi là rất pool Rất pool có nghĩa là một cái dự án DeFi đó Đưa ra cái phần trăm lợi nhuận hàng năm rất là kinh khủng Cả trăm phần trăm, cả ngàn phần trăm để cho thu hút thêm người mới vào Nhưng mà cái phần trăm đó đó là không phải đến từ các bạn nhận được cái phí giao dịch trên những cái mạng lưới DeFi này Mà cái phần trăm đó đến là tại vì họ trả các bạn bằng token của họ Khi mà token của họ được thâm lên trên thị trường Thì đương nhiên phần trăm các bạn lợi nhuận sẽ tăng lên Nhưng mà một ngày đâu đó khi mà họ đột ngột rút tiền rời khỏi thị trường này thì các bạn sẽ chỉ còn giữ những cái token mà không giá trị mà thôi cho nên các bạn thấy được là những cái hệ thống DeFi lớn bây giờ đó thì phần trăm lợi nhuận đã điều chỉnh xuống như các bạn thấy được là Curve thì chúng ta thấy được là bây giờ là phần trăm lợi nhuận cao nhất chúng ta thấy trên màn hình chỉ có là 12,04% một năm mà thôi phần trăm này vẫn rất là hấp dẫn đối với rất nhiều người mà có nhiều tiền mà họ cần kiếm được phần trăm lợi nhuận ổn định chúng ta thấy được là những cái hệ thống lớn như là sushi thì cũng như vậy cao nhất là 29,28% ở một năm nhưng mà chúng ta nhìn vào những hệ thống nhỏ hơn các bạn thấy được là pancake Swap lên tới 107% đây là những cái hệ thống mà có rất nhiều rủi ro và một trong rủi ro mà chúng ta cũng đã biết đó chính là impermanent loss tôi đã chia sẻ uh, trong những video trước đây thì điều mà anh thường muốn nói với các bạn đó là khi mà thường nhìn vào thông tin này đó đây là một cái dấu hiệu là tương lai đã từ từ đến gần chúng ta hơn một ngày rất gần đây chúng ta sẽ thấy là những cái ngân hàng lớn sẽ là những người mà tham gia vào thị trường DeFi này và họ sẽ có những cái chiến lược DeFi riêng và những người mà tham gia vào ngân hàng những người mà bỏ tiền vào ngân hàng đó để mà họ lưu trữ thì những người đó sẽ có cơ hội để mà tham gia vào những cái ứng dụng DeFi những ứng dụng DeFi này có thể giúp cho một số người có thể là nhận được cái lợi nhuận hàng tháng cũng như là cũng giúp cho ngân hàng có thêm một phần thu nhập để mà giảm bớt đi để cho mọi người có thêm một sự lựa chọn mà không cần phải đẩy hết tiền chịu mạo hiểm cho những thị trường như là chứng khoán hay là bất động sản vân vân. Đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đương nhiên một trong những cái điều mà chúng ta không biết được bây giờ là ai sẽ là người lãnh đạo của OCC. Tại vì chúng ta cũng đã biết là Brian Brooks đây là một người mà được bổ nhiệm bởi tổng thống Donald Trump và các bạn thấy được là bây giờ thì đã có một chính quyền mới sắp tuyên nhận chức trong thời gian chỉ còn có một tuần nữa thôi thì không biết là chính quyền Joe Biden sẽ tiếp tục giữ lại Brian Brooks hay là ông ta sẽ bị thay đổi bởi một người khác chúng ta không biết và người kế tiếp có suy nghĩ như thế nào về chuyện crypto chúng ta cũng không biết đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Và nếu như bạn là một trader hay là các bạn đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số Thì các bạn có thể tham gia bằng cách bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, tìm thấy những cái thông tin Như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Fx Đây là một cái sàn Margin mà nhiều bạn cũng đã biết Sàn này thì hỗ trợ quốc tế nhưng mà hiện giờ là không có hỗ trợ US Trader Và những cái dịch vụ này đó, các bạn hãy trên màn hình các bạn có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây Để có thể đăng ký bào những, những hỗ trợ để bên chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn cho đến những câu hỏi, những thắc mắc khi các bạn sử dụng những dịch vụ này và kế tiếp các bạn đang tham gia vào sàn EMT đây là một cái sàn margin có hỗ trợ copy trade nghĩa các bạn có thể copy những trader khác và sàn này thì hỗ trợ US cũng như là quốc tế và bây giờ thì có những ưu đãi như các bạn có thể nhận được 410 đồng tether khi mà tham gia vào sàn EMT đương nhiên có một số điều lệ các bạn cần phải theo để có được cái ưu đãi đó và sàn binance.com thì đây là cái sàn mà nhiều bạn đang sử dụng một sàn rất nổi tiếng tôi không cần phải giới thiệu nhiều và các bạn thấy là sàn này các bạn có thể được giảm tới 20% phần trăm Phí giao dịch khi mà tham gia thông qua liên cường capital hay là giảm 10% phí giao dịch futures khi các bạn tham gia thông qua liên cường capital. Thì các bạn chỉ cần đăng ký 1 trong 2 link này thôi là sẽ được giảm 20% phí giao dịch thông thường như là giao dịch spot. Thì các bạn bấm vào cái link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là cái kickback rate là 20% như là các bạn sẽ được giảm 20% khi các bạn tham gia. Cũng như là các bạn được giảm 10% nếu như các bạn sử dụng futures còn giao dịch thông thường là được giảm 20% thì trở lại các bạn thấy được chúng ta có thể tham gia vào sàn Binance US Đây là một cái sàn mà Binance nhưng mà hỗ trợ US Trader Sàn Binance.com đã không hỗ trợ từ tháng 9 của năm 2019 rồi Và các bạn thấy được là sàn Margin Bybit Đây là một cái sàn mà Margin của nước nổi tiếng Các bạn thấy được là phí giao dịch sẽ được giảm 10% Khi các bạn tham gia vào và các bạn có thể được nhận những cái bonus khi các bạn mới tham gia và à, sàn hiện bây giờ có một chương, chương, trình tiến. bonus lớn sàng nhất sàng mà lên tới 6 dễ sử dụng 2 video các bạn bấm vào xem chi tiết thì các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể tìm thấy là chương trình này sẽ có cho đến ngày 5 tây tháng 2 và có những cái mức mà các bạn nạp tiền vào để nhận thêm bonus và làm sao để nhận thêm bonus lên tới là 620 đô la. Các bạn hãy tìm hiểu thêm về sàn Bybit bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới của video này và sàn Coinbase, một sàn rất nổi tiếng một sàn mà rất dễ sử dụng cho những bạn mới các bạn sau khi mà đăng ký thì có thể được tặng 10 đô la sau khi deposit 100 đô và giao dịch lần đầu tiên và sàn Coinbase này là một sàn mà hỗ trợ US, Anh, Úc và 27 quốc gia chỉ đáng tiếc là bây giờ sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ thị trường Việt Nam ở thời điểm bây giờ và BlockFi là một cái ứng dụng landing có lại các bạn có thể tham gia vào đây là một cái ứng dụng rất là nổi tiếng và tham gia BlockFi thì bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô à, tùy theo là các bạn gửi bao nhiêu có hỗ trợ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác và crypto coin. Các bạn cũng đã biết đây là một cái trang web mà chúng ta sử dụng hầu như là hàng ngày khi mà thường chia sẻ những thông tin với các bạn. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.